Nhớ năm trước ta chúc nhau năm nay giàu sang Qua mùa năm mà không thấy giàu mà lại nghèo hơn xưa Đùa vậy thôi à năm vừa qua ai chẳng nghèo như nhau Từ thôn quê ra phố xa thành thị cũng thế Xuân đã đến nhưng chẳng biết biết có thể đi về không Ô, đã thấy, xuân đến rồi sao nó ghê. Điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái đoạn video ngắn của ngày hôm nay. Hôm nay thì em sẽ chi tiết và giới thiệu cho các bác nhà mình về rất chi là nhiều các mã sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ ngà, giá rẻ một cái mã sản phẩm đầu tiên mà hôm nay bên em sẽ có một chương trình đại xeo giảm giá đặc biệt cho các bác một chiếc máy tăng đơ hớp tóc bằng pin của zchen nhé khi mà sở hữu cái sản phẩm này thì các bác sẽ có nguyên bộ sản phẩm bao gồm đầy đủ có máy, có pin, có sạc. Cái này các bác sẽ sử dụng sạc điện trực tiếp 220V và được tặng kèm theo một cái lược chải tóc này. Có cả lọ dầu luôn nha các bác nha và kèm theo bốn cái cứ cắt như thế này. Một cái mã sản phẩm siêu siêu tiện lợi. Các bác có thể sử dụng để cắt tóc cho cả người lớn và trẻ nhỏ đều rất chi là ok. Và với mức giá cho em là 200.000 các bác nha. Với mức giá cho em là 200.000 đồng thôi Các bác sẽ được hỗ trợ miễn phí ship Nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này Siêu tiện lợi như thế này Mà với mức giá có 200.000 đồng thôi Được hỗ trợ miễn phí ship Bên em còn có mấy bộ nữa thôi Cho nên là em sẽ sale giảm giá sập sàn Với cái mức giá này Thì em nghĩ rằng ai cũng có thể mua được Phù hợp với mọi người, với mọi nhà Các bác chốt mã sản phẩm này gọi cho em là tăng đơn di chen với mức giá 200.000 đồng các bác nhé và giá này sẽ được hỗ trợ miễn phí ship và tận nơi. Nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cao cấp hơn thì các bác lấy sang treo cái mã tăng đô của Philips. Tăng đô của Philips thì nó sẽ có màu trắng như thế này nhá. Máy màu trắng rất chi là đẹp luôn bao gồm một máy một bi một sạc cái bộ này thì nó sẽ có hai cái cữ cắt này đấy và cái củ sạc rất chi là to tất cả là các bác sẽ đều sử dụng điện trực tiếp 220V hết và với mức giá cho em là 250.000 các bác gọi cho em là tăng đô Philip nha giá cho em 250.000 đồng một bộ thôi với cái mức giá này các bác sẽ được hỗ trợ bao ship và tận lôi và nhận hàng các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và với tất cả những cái mã sản phẩm ngày hôm nay em sẽ sale giảm giá sập sàn và em sẽ giới thiệu chi tiết lần lượt từng mã cũng như là sẽ báo giá luôn để cho các bác nhà mình được cùng ở tham khảo và lựa chọn. Khi có nhu cầu quan tâm muốn đặt mua sản phẩm nào, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc là 0989458200 hoặc các bác để lại số điện thoại bằng chữ ngay dưới video này, em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác nhà mình khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy ngọc mai là các bác không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước như những nơi khác nhá các bác cứ có địa chỉ có số điện thoại là sẽ có đơn hàng và em cũng rất mong là các bác sẽ theo dõi hết video, xem thật kỹ video để có thể lựa chọn cho gia đình mình những cái mã sản phẩm ưng ý nhất trong cái buổi video này. Em sẽ để hai số điện thoại trên màn hình để cho các bác tiện liên hệ để đặt hàng. Khi đặt hàng thì các bác nói cho em đúng tên mã sản phẩm như em nói trên clip cũng như là giá tiền chính xác để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn cho các bác không bị nhầm không bị sai mã sản phẩm các bác nha. Bên này sẽ là những cái quả lõi lọc nước đa lăng này Đây là quả lõi số 1 Đây là lõi số 2 và đây là lõi số 3 Bác nào mình chốt bộ lõi lọc nước 3 quả như thế này Với mức giá sẽ là 100.000 đồng các bác nhá Và được miễn phí ship luôn Cái quả màu xanh này sẽ là quả số 4 Quả số 4 có mức giá 200.000 Nhưng khi các bác lấy bộ 4 quả Thì sẽ chỉ còn có mức giá 280.000 thôi Và đây là lõi lọc nước đa lăng Các bác sử dụng được cho tất cả các loại máy lọc trên thị trường Từ máy kangaroo cho đến máy aqua Máy là các bác sẽ đều lắp vừa hết nha và với cái mức giá này thì nó đã ngang với mức giá sỉ rồi. Giá sỉ dành cho anh em thợ lấy hàng trăm bộ một cơ. Ngày hôm nay các bác lấy một bộ mà vẫn mua được với mức giá sỉ mà lại còn được bao ship nữa. Và với cái sản phẩm này các bác mua về để thay thế lõi lọc nước cho máy lọc gia đình Đấy bây giờ gia đình nào hầu như cũng đều có máy lọc nước hết Và cái nguồn nước nó rất là quan trọng các bác nha Lõi lọc các bác phải thay thường xuyên thì nó mới đảm bảo được cái chất lượng nguồn nước Đó cái mã này là lõi lọc nước đa lăng này Cao cấp hơn là các bác dùng sang hàng hãng nhá Hàng hãng thì em sẽ có của hãng Aqua như thế này Lõi lọc nước Aqua thì bộ 3 quả 1, 2, 3 như thế này sẽ là một trăm rưỡi được chưa ạ? Bác nào lấy thêm quả số 4 nữa thì cộng thêm 180 000 nữa vào xem là ok. Còn nếu mà các bác không lấy một quả 1 2 3 chỉ lấy quả số 4 không thì sẽ là 200 000 Khi mà các bác đi chung đơn 4 quả thì là các bác đã được giảm thêm được 20 000 rồi. Và tính ra cái giá này của nó cực hời luôn nhá. Bác nào chốt thì mình lên đơn luôn xem là lõi lọc nước. Đấy, các bác gọi xem là lõi lọc nước bộ 1 2 3 sẽ kéo lại này là 100 000 hoặc là của Aqua thì sẽ là 150 000 nha. Đó, còn cái quả số 4 sẽ là 200 000 Đi chung đơn với 3 quả thì các bác quả số 4 nó chỉ còn có 180 .000 nhìn thôi. Các bác muốn lấy cái mã nào thì cứ cộng tiền lại cho em và alo điện thoại trực tiếp đặt hàng cho em chỉ phút mốt là có đơn thôi. Bên này thì em sẽ lên tiếp này, một cái bộ kéo cắt tôn. Bộ kéo cắt tôn nhá, cái này gọi cho em là bộ chuyển, bộ chuyển cắt tôn. Cái này thì các bác sẽ lắp vào những cái chiếc máy khoan như thế này, khoan đầu kẹp nha. Các bác lắp vào khoan pin hoặc là khoan điện và với mức giá cho em là 250 000 một bộ. Cái này nó chưa bao gồm máy khoan các bác nhá. Về các bác phải có sẵn máy khoan rồi Bác nào chưa có máy khoan thì mình có thể mua thêm máy khoan này Đấy, riêng cái bộ trưởng cắt tôn này sẽ là 250 Bác nào muốn mua thêm con máy khoan này Đây là con máy khoan Hukan Mã XC8 Một con máy khoan ba chức lăng Có búa khoan tường Và đầu kẹp nhựa tự siết 10 ly Con này chạy động cơ từ không chổi thang các bác ạ Nguyên bộ sản phẩm này sẽ theo hai quả pin 5 cell, một sạc Và phụ kiện đi theo sẽ là hơn 20 chi tiết Phụ kiện mũi khoan với vít đi kèm đã hệ giá của máy khoan thì sẽ là 850 một bộ nhé Còn các bác lấy cái bộ đầu chuyển cắt tôn này là 250 một bộ thôi Bên này em còn mấy cái bộ uh, massage này các bác này. Đây là bộ máy massage bằng pin. Cái bộ này thì nó sẽ có bao gồm một máy, một bi và một sạc, đầy đủ những cái đầu massage như thế này cho em. Cái này thì nó sẽ sử dụng là sạc pin nhá và sạc điện 220V. Khi sử dụng thì các bác bấm cái công tắc đằng sau này lên là máy sẽ hoạt động này và nó có thể là tùy chỉnh nhá, có thể là tùy chỉnh được tốc độ nữa. Đấy phù hợp nhất là cho các bác lớn tuổi. Cái này các bác có thể sử dụng để làm đấm lưng. Đấy các bác mua có thể để cho mình sử dụng hay là làm quà biếu và biếu ông bà, bố mẹ thì rất chi là thuận tiện luôn và ngày hôm nay thì với mức giá siêu rẻ luôn giá 250 000 thôi. Được chưa ạ? 250 000 em hỗ trợ bao ship cho các bác luôn. Đây là một cái mã sản phẩm em chiên bán tặng cho các bác với mức giá siêu rẻ luôn, ai cũng có thể mua được, phù hợp với mọi người mọi nhà. Bác là chốt lên đơn cho em là bộ massage bằng pin, giá cho em là 250k. Bên này sẽ là một cái túi đựng đồ nghề đeo hông rất là đẹp luôn. Chất liệu vải bố mỹ cao cấp các bác ạ. Đấy các bác sẽ có một ngăn to như này nhá. Ngăn to này để đựng ốc vít này. Bên này sẽ là một cái điểm gài máy khoan pin. Bên này thì sẽ là những cái móc treo kìm kéo cả lê tô vít như này Và phía sau nó sẽ có một cái củ khóa rất chi là to, khỏe, đẹp và chắc chắn như thế này nhá Thì với một cái túi đựng đồ như thế này các bác có thể là sử dụng đựng được tất cả những cái dụng cụ cần thiết để làm việc ở trên cao. Bác nào mình làm trên thang, trên giáo thì đừng bỏ qua cái mã sản phẩm này. Cái này các bác có thể đựng được tất cả những cái dụng cụ cần thiết để mình làm việc khi mà làm trên thang, trên giáo. Kể cả các bác không có thợ phụ mình vẫn có thể làm được trên thang từ sáng đến trưa luôn. Đó, chất liệu vải bố mỹ cao cấp siêu bền luôn cho em. Và với mức giá cho em 160.000 được miễn phí ship các bác ạ Đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn này Các bác lên đơn gọi cho em là túi đeo hông Giá cho em là 160.000 nha Miễn phí ship cho các bác luôn Bên này sẽ là một chiếc đèn À đâu, cái này là một chiếc quạt Chiếc quạt của Hukang các bác ạ Chiếc quạt này sẽ sử dụng cho bi phổ thông nha cái này thì các bác có thể là lắp vào những cái quả pin chân pin phổ thông để mình xài hoặc là không lắp vào pin thì các bác có thể là cắm điện trực tiếp luôn là cũng mình cũng có thể xài được luôn một cái mẫu sản phẩm rất chi là đẹp và chất lượng như thế này bác làm một chút cái mã này gọi cho em là quạt của can còn bên này sẽ là những cái túi đựng đồ nghề đấy túi đựng đồ nghề chất liệu vải bố mỹ siêu bền nhá túi sẽ có thiết kế rất là đẹp luôn có hai dây sách tay như thế này một dây đeo vai này đó và rất là nhiều ngăn các bác ạ có một ngăn to như này một ngăn to chính nhá bên xuồng nó sẽ bên trong là có một ngăn phụ này mặt trước là sẽ có hai ngăn kéo khóa như thế này được chưa ạ? Mặt sau là cũng có hai ngăn kéo khóa nhé Mặt sau là hai ngăn kéo khóa, bên sườn là một bên một ngăn này, bên này một ngăn, bên này cũng có một ngăn luôn này. Đấy, và cái đáy túi này, đáy túi được đan dây rất là dày dặn đẹp và chắc chắn. Và túi này em sẽ có hai size, như cái túi này là túi size chung nhá. Túi size chung sẽ có mức giá 230 000 được miễn phí ship và sẽ có kích thước là cao 25, dài 42 và rộng 20 cm. Nếu như các bác lấy túi size đại nó sẽ to hơn Túi size đại là 260.000 miễn phí ship Và với kích thước là cao 32 dài 48 rộng 20 cm Rộng 23 cm trên em nha Thì với những cái sản phẩm túi này Phù hợp cho tất cả các bác thợ đựng dụng cụ đi làm hay là gia đình đi du lịch nghỉ mát Thì các bác cũng có thể là sử dụng để đựng quần áo đi chơi Đều rất chi là đẹp, thuận tiện, có dây sách tay và dây đeo vai rất là thuận tiện luôn túi sẽ đẹp từng đường kim mũi chỉ luôn các bác ạ và với mức giá mức giá mà em bao giá toàn quốc cho các bác nhà mình với cái mẫu túi này thì nó sẽ là cái mẫu túi mà đẹp nhất trên thị trường hiện nay chất liệu của nó siêu bền luôn nha các bác những cái củ khóa này là những cái củ khóa đồng cao cấp này kéo rất chi là nhẹ và bền đấy bác nào chốt thì là lên đơn xem là túi được đồ nha bên này thì em sẽ có cái đĩa xích tròn đĩa xích tròn sử dụng cho máy mài một tấc máy pin hoặc là máy điện các bác gọi cho em là đĩa xích tròn với mức giá 70 000 một đĩa này. Bên này sẽ là bộ bấm móng tay của Đức nha. Bộ bấm móng tay của Đức này. Bộ bấm móng tay của Đức thì là sẽ có đầy đủ những cái chi tiết như thế này. Đó, với mức giá 100 000 cho em. Các bác gọi cho em là bộ bấm móng tay của Đức, giá 100k này. Bên này thì sẽ là những cái cuộn dây điện đúc nha. Cuộn dây điện đúc này. Bao xài cho anh em thợ công trình. Dây sẽ có thiết kế một đầu là ổ đúc 3 lỗ như thế này Có đèn báo điện và một đầu là phích đúc liền như thế này Phích 3 ổ đều có đèn báo điện luôn Dây sẽ là lõi dây 2.5 Và sẽ có nhiều những cái cuộn ngắn dài khác nhau Bác nào mình lấy cuộn 5m giá sẽ là 220.000 Cuộn 10m là giá 320.000 Cuộn 10m giá 400.000 Cuộn 20m giá 500.000 và cuối cùng là quận dài 30 mét sẽ có mức giá 700 nghìn. Và khi nào bác nào mà mua những cái quận dây đúc như thế này thì em sẽ hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc về tận nơi cho các bác luôn. Đây là những cái mã sản phẩm bao xài cho anh em thợ công trình. Cho nên là khi mà các bác làm gia đình thì thật sự luôn là với những cái sản phẩm này các bác mua một lần là mình xài mãi mãi luôn cho em nhá. Là bên này sẽ là một cái bộ máy cưa xích bằng pin máy cưa xích bằng pin này cái đợt này em sẽ có màu xám hoặc là màu xanh các bác ạ đây là bộ màu xám nha bộ màu xám nó sẽ như thế này và có cả bộ màu xanh nữa khi mà các bác mua thì em sẽ gửi bất kỳ một là các bác sẽ nhận được màu xám hai là các bác sẽ nhận được màu xanh còn nếu như mà các bác muốn chọn màu thì các bác báo với nhân viên chốt đơn của bên em khi đặt hàng gửi cho anh màu xám hoặc màu xanh thì bên em sẽ chọn màu cho các bác còn nếu không thì là em sẽ gửi màu bất kỳ nhá màu xanh hay màu xám cũng đều rất là đẹp và chất lượng của nó vẫn như nhau giá tiền của nó cũng như nhau nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi đồng giá nhau cho em sẽ là 800 nghìn một bộ và khi sở hữu cái mã sản phẩm này, các bác sẽ có nguyên bộ trang một máy, hai bi và một sạc. Pin sẽ là pin trâu, pin 10 sao và sử dụng cho bi phổ thông, có lam, có xích đầy đủ. Và lam em sẽ gửi các bác là loại lam dài. Trên thị trường thì thực tế là nó sẽ có loại lam dài và lam ngắn. Nhưng mà em sẽ gửi cho các bác là gửi loại lam dài các bác nhá Gửi loại lam dài luôn Các bác có thể là sử dụng về để cắt cây, cắt gỗ, cắt củi Đều rất chi là ok và tiện lợi cho em nào bên này sẽ là cái kéo bonsai Cái này các bác gọi cho em là kéo bonsai vàng Đây là một mã sản phẩm em chiên bán tặng cho các bác Với mức giá 70.000 các bác nha 70.000 gọi cho em là kéo bonsai vàng này Giá 70k cho em Bên này thì sẽ là những cái đầu khò ga mili Đây các bác tham khảo cho em cái mã này Khò ga đơn với mức giá 120.000 Còn bên này sẽ là khò ga đôi này các bác này khò ga đôi là 150k nhưng mà lưu ý cho em nhé với cái khò ga đơn là các bác sẽ có theo cả thuốc hàn và que hàn, còn khò ga đôi thì nó sẽ không theo cái gì đâu. Và chưa theo bình ga nha. Về các bác lắp vào những cái bình ga mini như thế này. Với những cái khò như này khi mà các bác lắp vào bình ga mini có thể là sử dụng để hàn ống đồng này hay là khò lông chó, lông vịt đều rất là thuận tiện luôn và với cái sản phẩm này sử dụng nó sẽ siêu bền luôn các bác ạ. Đấy các bác gọi cho em là khò ga, khò đơn hoặc là khò đôi nha cái kìm hàn vàng Cái này gọi cho em là kìm hàn vàng này Với mức giá 35 nghìn một kìm Đó với cái kìm này là một cái sản phẩm tri tương tác Em bán tặng cho các bác với mức giá 35 nghìn Rất chi là to khỏe đẹp và chắc chắn luôn các bác nhé Và đây là một chiếc kéo đa lăng cái này thì các bác gọi cho em là kéo đa lăng cán cong trắng với mức giá 80.000 một kéo. Với chiếc kéo này các bác sẽ cắt được rất là nhiều chất liệu khác nhau từ cắt cây, cắt vải hay là cắt dây điện đều rất chi là ok. Một chiếc máy thổi bụi. Đấy, cái này các bác vừa thổi bụi lại hút bụi cũng được luôn. Sử dụng điện trực tiếp 220V. Chức năng chính của nó sẽ là thổi bụi nha. Các bác cũng hút bụi được nhưng mà hút bụi thì chỉ gọi là hỗ trợ thôi. Hút bụi thì nó không được mạnh lắm nhưng mà thổi bụi thì phải nói rằng là siêu mạnh luôn. Sử dụng gia đình cái này thì tuyệt vời luôn rồi. Các bác sử dụng để vệ sinh nhà cửa cửa hàng rất là ok. Đây là hàng của Kenmark, hàng công ty hàng chính hàng các bác ạ. Sử dụng điện trực tiếp 220V. Mỗi một máy này các bác sẽ được tặng kèm theo này, một cái ống thổi và một cái túi đựng bụi như thế này luôn. Và với mức giá 350 000 thôi ạ. 350 000 nha. Em sẽ hỗ trợ miễn phí ship luôn. Các bác gọi cho em là thổi bụi điện của Kenmark với mức giá 350 000 miễn phí ship về tận nơi cho các bác và nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nào tiếp theo là em sẽ lên cho các bác một cái máy phun sơn sử dụng điện trực tiếp 220V. Máy rất chi là đẹp và chắc chắn như thế này. Với mức giá 650 000 nghìn máy này sẽ có lút chỉnh tia này. Đó, sử dụng điện trực tiếp 220V và công suất của máy sẽ là 550W nha. Với mức giá cho em là 650 000 một máy này, rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Tiếp theo sẽ là một bộ máy khoan bê tông. Khoan bê tông của Hukan mã K98. Đây các bác nhìn xem, một cái mẫu máy rất là đẹp luôn, màu vàng pha đen nhá. Hàng logo dập nổi. Hukan là hàng công ty hàng chính hãng và được sản xuất theo công nghệ của Mỹ. Chất lượng của nó cực kỳ là ok luôn Một cái mã sản phẩm mà bao xài cho anh em thợ công trình Và với cái mã sản phẩm này Ngày hôm nay sẽ có mức giá 950.000 các bác ạ Được hỗ trợ miễn phí ship Và các bác sẽ có nguyên bộ sản phẩm đầy đủ trang Bao gồm một thân máy này Một tay cầm và sẽ có hộp đựng máy đầy đủ trong hộp sẽ kèm tặng cho các bác hai mũi đục và ba mũi khoan và ngày hôm nay với mức giá 950.000 mà lại còn được bao phí vận chuyển và đối với 10 bác khách hàng đầu tiên khi mà các bác sở hữu cái mã sản phẩm bê tông Hukan K98 Em sẽ tặng cho mỗi bác một cái thước rút tự hãm trị giá 50.000 như thế này Thước rút tự hãm này cái đợt này em về nó rất là nhiều màu Có cái này là màu tím này Nó có cả cái loại giá như này là màu đen nữa nhá Và với cái màu tím hoặc màu đen Nó sẽ là cái thước giá nhỏ nhỏ như này Và khi các bác kéo ra nó sẽ có cái chứng kê này này Đấy và cái này gọi là thước rút tự hãm nha rất chi là đẹp và chắc chắn luôn Trang. Đây, cái thước này thì đằng sau nó sẽ không có chữ nha, nó chỉ khắc chữ ở đằng trước thôi. Còn với cái màu trắng này này. Với cái thước màu trắng này khi mà các bác kéo ra thì nó sẽ không có tiếng kêu nha, không có tiếng kêu và cái đọt này phía sau nó sẽ có chữ các bác ạ. Đấy, phía sau thước nó sẽ có chữ như này, mặt trước là cũng có như này. Và đồng giá nhau luôn cho em là 50.000 một thước Bác nào mua thước rút tự hãm 7,5m sẽ là đồng giá nhau là 50.000 một cái Màu nào cũng rất là đẹp luôn Các bác mà muốn chọn màu thì các bác báo với nhân viên khi chốt đơn Còn nếu không thì em sẽ gửi bất kỳ Màu tím, màu đen hay màu trắng vẫn đồng giá nhau hết là 50.000 một thước cho em Bên này sẽ là bộ hoa thị 9 cái Giá cho em sẽ là 70.000 nha Cái này gọi cho em là bộ hoa thị 9 cái này Giá 70.000 Hoặc là các bác lấy bộ lục giác nha đây, bộ lục giác 9 cái này, giá cũng 70 000 luôn cho em. Những cái bộ lục giác hay là bộ hoa thị này này. Các bác có thể mua về để mình mở những con ốc của những cái quả pin của máy khoan ấy. Những quả pin máy khoan thì nó thường hay là gặp ốc lục giác hoặc ốc hoa thị. Các bác kiểm tra xem cái ốc của mình đó là lục giác hay hoa thị thì là các bác lựa chọn này, các bác mua cho nó đúng lại. Về là mình xài thôi nhá. Bên này sẽ là một con máy mài sử dụng điện trực tiếp 220V. Một con máy mài sử dụng công tắc đuôi siêu bền và chổi than bên ngoài như thế này Công suất của máy sẽ là 750W và vòng tua của máy sẽ là 11 kịp vòng trên 1 phút Với mức giá cho em là 350.000 Các bác gọi cho em là máy mài xanh nha giá 350 000 được miễn phí ship. Các bác sẽ có nguyên bộ đầy đủ bao gồm có máy tay cầm tay mở và ốp bảo vệ lưỡi. Ngoài ra hôm nay bác làm chốt cái mã máy mài xanh này, em sẽ tặng cho mỗi bác một cái lưỡi cắt gạch trị giá 50k. Tính ra cái mức giá nó cực hời các bác ạ. Các bác gọi cho em là máy mài xanh, giá cho em là 350 000 được miễn phí ship các bác nhá. Bên này sẽ là một cái máy đánh bóng. Đây, cái máy đánh bóng này sẽ phù hợp cho các bác mà có xe hơi. Các bác mà có xe hơi nha Thì các bác có thể mua cái mẫu này con máy đánh bóng này nó sẽ điều chỉnh được 6 tốc độ này Đây là máy đánh bóng của Mayta Đấy nhưng mà cái đoạt này em bị lỗi tem Nó không có tem dán nha các bác Không có tem Mayta dán vào đây Thì em thanh lý cho các bác Nó chỉ với mức giá 450 nghìn thôi ạ à. 450 nghìn Em sẽ hỗ trợ bao ship luôn Cái này các bác có thể mua về để đánh bóng ô tô Hay là các bác thợ điện lạnh Mình có thể là mua về để vệ sinh mông má Những cái điều hóa bãi Các bác sử dụng để đánh bóng cái mặt lạnh của điều hóa bãi Rất là ok nha Nhất là em nhấn mạnh nhất là các bác mà có ô tô, có xe hơi thì các bác không để nó bỏ qua cái mã này. Con này nó sẽ sử dụng điện trực tiếp 220V, công suất là 600W nha. Và lưu ý cho em sẽ điều chỉnh được tốc độ ở đây, điều chỉnh được 6 tốc độ luôn. Máy rất là đẹp và chắc chắn nha. Gọi cho em là máy đánh bóng may tao loại không tem. Giá cho em là 450 000 thôi, được hỗ trợ bao ship luôn các bác. Bên này sẽ là một con máy mài pin. Máy mài pin của T-Box nha pin của T-Box sử dụng công tắc bóp chua như thế này rất chi là đẹp và chắc chắn máy là máy một tốc và sử dụng động cơ từ không chổi than và khi mua cái mã sản phẩm này các bác sẽ có bao gồm một thân máy hai pin và một sạc pin của nó sẽ là pin châu đi theo kèm có một quả pin 10 cell và một quả pin 15 cell và phụ kiện tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi là sẽ có đầy đủ luôn Ngày hôm nay với mức giá 1 triệu 350 nghìn Đây là hàng của t Bốc nha Hàng công ty hàng chính hãng Nuchem Bao xài cho các bác thợ làm công trình công trường Các bác chốt mã này lên đô treo là máy pin Tây Bốc Giá 1 triệu 350 nghìn một bộ này Bên này thì sẽ là một cái thân máy mài pin màu đen Đây các bác nhìn xem Cái này gọi cho em là thân máy mài pin màu đen nha với giá thân máy là 450 000 là chưa bao gồm pin sạc nhưng mà các bác sẽ có phụ kiện tay cầm tay mở và ốp bảo vệ lưỡi nếu bác nào chưa có pin thì mình có thể lấy nguyên bộ trang nguyên bộ thì nó sẽ theo hai quả pin châu 10 sao và với mức giá 999.000 các bác ạ máy một tốc nha và sử dụng động cơ từ không chổi than chân pin phổ thông con này nó sẽ điều chỉnh được 3 tốc độ và máy hàng sử dụng là công tắc bóc cò như này rất là dễ sử dụng và an toàn khi sử dụng trang các bác gọi trang là Thân máy mài pin màu đen Thân máy là 450 còn nguyên bộ thì sẽ là 999k thôi Một cái mức giá cực kỳ là ưu đãi và hợp lý cho các bác Bên này em sẽ lên một cái bộ máy mài mỹ nghệ nha Cái này các bác gọi che là máy mài mỹ nghệ này Với mức giá 550 một máy 550 nghìn một cái máy mài mỹ nghệ như thế này Đó em sẽ có màu xanh hoặc màu đỏ nha Máy mài mỹ nghệ của King Pro Mẫu máy rất chi là đẹp và chắc chắn luôn Bên này thì sẽ là một cái bơm rộng chân Cái bơm này là bơm 2 bít tông nha Bơm dậm chân 2 bít tông Với mức giá 230.000 các bác ơi Cái này các bác sử dụng để bơm xe máy Xe đạp ô, ô tô cũng được luôn này Máy sấy tóc này Công suất cực đại 5.000W Sử dụng điện trực tiếp 220V Ngày hôm nay có mức giá 200.000 đồng thôi 200.000 đồng thôi em sẽ hỗ trợ bao ship và tận lôi cho các bác luôn cái này nó sẽ có hai nút tùy chỉnh này Tắt mở vào đây Tắt mở và cũng như là tùy chỉnh nóng lạnh ở đây nha Bên này em sẽ lên cho các bác này Một chiếc kéo bonsai nhật Rất chi là đẹp và chắc chắn luôn Cái này các bác gọi cho em là kéo bonsai nhật nha Giá cho em bán tặng cho các bác là 80 nghìn 80 nghìn một kéo được chưa ạ Rất là đẹp và chắc chắn luôn Các bác nhìn cái lưỡi kéo này Rất chi là dày và sắc bén vô cùng nha Giá 80k một thước này Bên này sẽ là một con máy thổi bụi của maute Siêu to khổng lồ luôn các bác ạ Đây, cái mã này là model nhá, Máy này nó sẽ có model này các bác này Công suất là 3.800W này Model là BP008 Các bác gọi treo là máy thổi bụi của Makute Loại máy to có model là BP008 Với mức giá 1.050.000 một máy nha siêu to khổng lồ luôn cái này thì các bác thổi bụi thì ok thôi rồi luôn nhá bên này sẽ là một con máy hàn máy hàn của Ken sử dụng điện trực tiếp 220V một con máy hàn siêu mini siêu nhỏ gọn trăm cái chiều này là 20 chiều này 15 và cái chiều này là 10cm nha con này có model là ARC 200F này nó sẽ có những cái ô thoáng này các bác nhìn thấy xuyên thấu hết nội bên nội thất bên trong máy là những cái sợi đồng rất là to. Phía sau nó còn có một cái hệ thống quạt làm mát như này nữa. Khi mà mua cái mã sản phẩm này thì với mức giá 950.000 các bác được bao ship sẽ có nguyên bộ đầy đủ có máy, dây hàn kiểu hàn và kẹp mát luôn với mức giá cho em 950.000 và được bảo hành trên toàn quốc là 1 năm nha. Đó, các bác gọi cho em là máy hàn Kenmax, bút điện này các bác này. Cái này gọi cho em là bút điện trắng. Với mức giá cho em là 130.000 Em miễn phí ship nhá Còn cái bút điện này này Bút điện đỏ này sẽ là 150.000 Với cái bút điện đỏ này nó sẽ là bút điện cảm ứng nhá Còn bút điện trắng là các bác vừa có thể đo điện được và đo thông mạch được luôn Bên này sẽ là những cái mũi khoan thác Mũi khoan thát thì em có đủ cỡ nha Cỡ nhỏ nhất là từ 4 đến 12 Giá cho em 65.000 một cái Các bác lấy cái to hơn thì sẽ là từ 4 đến 20 đây cái này là từ 4 đến 20 này Từ 4 đến 20 thì sẽ là 95.000 một cái Còn to hơn nữa là các bác lấy từ 4 đến 32 Giá là 120.000 một cái nhé Riêng mũi khoan tháp bác nào lấy 10 cái em sẽ hỗ trợ bao ship luôn Các bác gọi lên đơn cho em là mũi khoan tháp Đây là một cái mỏ hàn ngâm Mỏ hàn này các bác sử dụng để hàn trì hàn thiết này Các bác lên đơn gọi cho em là mỏ hàn đen Giá cho em sẽ là 240.000 Được chưa ạ 240.000 Hỗ trợ bao ship và tận nhà cho các bác luôn Cái này thì các bác mua về để hàn trì hàn thiết nha Và cái này nó chưa theo chỉ hàn với nhựa thông đâu Nếu bác nào mình chưa có chỉ hàn với nhựa thông Có thể mua cho em một cái quận trì nhỏ Thì sẽ là 35.000 Và nhựa thông sẽ là 10.000 một lạng Về là các bác sử dụng nhá Cái này nó sẽ có tùy chỉnh nhiệt độ đây này Và có hiển thị nhiệt độ luôn Sử dụng điện trực tiếp 220V Công suất là 80W nha Bên này em sẽ lên cho các bác một cái mẫu máy mài sử dụng điện trực tiếp 220V Hàng thương hiệu chính hãng của Hukan Và lưu ý cho em với cái mã sản phẩm này Các bác sẽ điều chỉnh được 6 tốc độ nhanh chậm như thế này Gọi cho em là máy mài chỉnh tốc của Hukan nha Với mức giá 450.000 một bộ Đó khi mua cái mã sản phẩm này Thì các bác sẽ có nguyên bộ đầy đủ cho em Bao gồm này Máy tay cầm tay mở và ốp bảo vệ lưỡi với mức giá 450 000 một bộ nhá. Cái này thì nó chưa bao gồm lưỡi cắt nha. Đây là một con máy mài một tấc và phụ kiện đi theo đầy đủ có máy tay cầm tay mở ốp bảo vệ lưỡi. Hàng Huka Hà công ty hàng chính hãng và logo dập nổi như thế này. Có này chổi than bên ngoài các bác ạ. Hàng dây đồng 100% nha. Công suất cực đại 950W. Các bác điều chỉnh được 6 nút tốc độ đây này. Đó, khẳng định với các bác là ra ngoài thị trường các bác không kiếm đâu ra được một con máy mài hàng chính hãng như này. Đấy, đồng rất chi là nhiều nhé bởi vì các bác nhìn xem này cái vòng tay của em cầm cái con máy này nó chưa ôm trọn hết luôn đấy chứng tỏ là cái rô của nó rất chi là to và dài nha các bác nhá sử dụng công tắc bóp này rất là dễ sử dụng và an toàn khi sử dụng luôn giá 450 trăm năm các bác lên đơn gọi tre là máy mài chỉ tốc của Hukan nha mẫu máy rất chi là đẹp và chắc chắn luôn hàng công ty hàng chính hãng thì các bác dùng cứ yên tâm về chất lượng nha bên này sẽ là một cái bộ khẩu bắn bô lông 11 một chi tiết với mức giá 180.000 một bộ trang Các bác bao gồm 9 cái khẩu 1 phần 2 Từ khẩu 8 đến khẩu 24 Có một cái lối dài khẩu 15cm như này Và một cái tròng mở tay Tròng mở tay là 1 phần 2 Khẩu cũng là khẩu 1 phần 2 Cái này sử dụng rất là tiện Các bác có thể mở bằng máy cũng được Mà mở bằng tay cũng được nhá Mà với mức giá có 180.000 thôi Nó rất là rẻ luôn Chất liệu là mạ chrome sáng bóng bao bền bao đẹp bao xài cho các bác nhà mình luôn Mua một lần là mình xài mãi mãi luôn Mà với mức giá có 180 nghìn thôi Các bác gọi cho em là bộ khẩu bu lông 11 chi tiết giá 180 nghìn Bên này là một cái bộ lam xích này Bộ lam xích 12 inch Sử dụng lắp vào máy mài một tấc máy pin hoặc máy điện nha Với mức giá cho em là 180 nghìn và nguyên bộ này các bác sẽ có này, những cái ốp chắn này, tay cầm đầy đủ như này, có cả lọ đựng dầu nhá có lam có xích đầy đủ lam của nó sẽ dài 34cm và các bác lắp vào máy mài như thế này lắp vào máy mài bi hoặc máy điện là mình sử dụng cắt cây cắt gỗ cắt củi nha các bác gọi cho em là bộ lam xích giá cho em là 180 nghìn thôi các bác ơi giá cực rẻ luôn và được hỗ trợ bao ship về tận nơi nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé bên này thì sẽ là một cái bộ bơm lốp của Makute cái này thì các bác sử dụng để bơm lốp ô tô này với mức giá 850 nghìn cái này khi mà sử dụng bơm lốp là các bác sẽ lắp trực tiếp vào cái bình ắc quy của ô tô Đấy, bác nào mà có ô tô thì không thể là bỏ qua cái mã này được Nó rất chi là tiện lợi luôn Các bác để trong cốp xe, đi đâu cái Hết hơi xe cái bỏ ra mình bơm lốp liền Rất là tiện luôn Mà giá siêu rẻ luôn 850.000 cho em nhé Các bác gọi cho là bơm lốp Bơm lốp của Makute Lưu ý cho cái mã này Thì các bác khi sử dụng các bác sẽ cắm trực tiếp vào cái bình ắc quy của ô tô là mình sử dụng thôi là bên này sẽ là cái mẫu hộp đựng đồ rất chi là đẹp luôn trước tiên là em sẽ giới thiệu cho các bác với cái hộp đựng đồ này em sẽ có hai kích thước kích thước to và kích thước bé kích thước to nó sẽ dài 45 cm và kích thước bé là dài 55 cm với cái kích thước bé này kích thước bé thì cái đợt này em còn cái hộp màu xám nhá hộp màu xám là 450.000 là nó sẽ dài 45 cao 23 và rộng 23 cm với mức giá 450.000 miễn phí ship được chưa ạ? Còn cái hộp size to, hộp size to nó sẽ là hộp màu xanh nhá. Hộp màu xanh và với mức giá 530.000 được miễn phí ship với kích thước của hộp màu xanh sẽ là dài 55, cao 23 và rộng 23 cm Chất liệu thì gói chung là khỏi bàn luôn các bác cứ gọi cho em là hộp xám size bé giá là 450 hộp xanh size to giá 530 miễn phí ship cho em hộp của nó sẽ là đây hàng logo dập nổi hàng chính hãng nhé thiết kế của hộp sẽ có hai cái dây sách tay như này và khi mà các bác mở ra bên trong này nó sẽ có rất là nhiều ngăn những cái ngăn này của nó sẽ chia theo tầng thấp tầng cao các bác có thể thuận tiện chia đồ rất là ok này đấy các bác mở ra như này nhá đấy, rất là đẹp luôn có một cái ngăn to chính như này bên sườn một bên là có hai ngăn theo tầng thấp tầng cao như này rất là đẹp và chắc chắn luôn Các bác có thể sử dụng để đựng dụng cụ đi làm rất là ok nha Bên này thì sẽ là một con máy hút bụi của Toboki Sử dụng điện trực tiếp 220V nhé Sản phẩm đi theo nó sẽ có cái ống hút như này Và những cái chổi hút này Cái mẫu máy này rất là đẹp luôn Cái mẫu máy này là mẫu 25 lít Giá là 1 ,7 triệu 7 nhá Các bác muốn lấy máy to hơn thì lấy máy 60 lít xem giá 2 ,7 triệu 7 Và đây là cái thông số kỹ thuật của máy này Đó. Sử dụng điện trực tiếp 220V đây là hàng công ty hàng chính hãng cho nên là các bác cứ yên tâm 100 nó sẽ là hàng dây đồng ruột dài nha các bác gọi cho em là máy hút bụi toboki với cái này thì các bác xài gia đình này hay là các bác làm nhà hàng khách sạn sử dụng cũng đều rất tuyệt vời và với cái mẫu 25 lít này ấy, nó sẽ là một cái mẫu vừa phải tức là nó không to quá mà cũng không bé quá phù hợp với mọi người và mọi nhà nhá đấy thường là em thấy các bác là lên sử dụng cái loại 25 lít đấy còn những cái mức mà to quá như 60 lít thì nó sẽ hơi to và với mức giá nó đắt hơn với cái mức giá 1 triệu 7 thì các bác sở hữu cái con máy 25 lít này nó là một cái mức giá rất là vừa túi tiền ai cũng có thể mua được mà cái máy nó phù hợp nhé nó không to quá mà cũng không bé quá phù hợp với mọi người mọi nhà luôn bên này thì em sẽ lên cho các bác này những cái mẫu thân đèn nét và thân đèn chiếu xa hôm nay thì các bác tham khảo xem với cái thân đèn nét của Hukan đây thân đèn nét của Hukan nó là cái thân màu vàng này nhé và lưu ý cho em là với những cái thân màu vàng như thế này Là các bác sẽ có cổng USB Mình sạc được hai sạc điện thoại luôn Với thân đèn nét của Huka này em sẽ có loại 16 bóng, 30 bóng và 48 bóng Bác nào lấy 16 bóng thì sẽ là 195 nghìn 30 bóng thì sẽ là 260 nghìn Và 48 bóng thì sẽ là 330 nghìn một cái Được chưa? Đây cái mẫu này là mẫu 16 bóng này to hơn nữa là 30 bóng hoặc cái này là 48 bóng thân đèn của Hukan thì cái nào là cũng đều có cổng USB phía sau các bác sẽ sạc được hai cái sạc điện thoại luôn nhá cái hình tròn này nó sẽ là cái thân đèn chiếu xa này thân đèn chiếu xa của Hukan sẽ có mức giá 170.000 cái này các bác gọi cho em là thân đèn chiếu xa hay là gọi là thân đèn tròn của Hukan là 170.000 một cái nha Đấy, rất là sáng luôn còn cái thân đèn màu đen này này cái thân đèn màu đen nó sẽ là cái thân đèn nét Thân đèn sử dụng 16 cái bóng led siêu sáng Cái này gọi cho em là thân đèn màu đen Giá cho em sẽ là 150 nghìn Đấy hôm nay với mức giá siêu rẻ nha Bác nào mình hay đi làm việc những nơi thiếu ánh sáng ấy, Thì các bác đừng bỏ qua cái mã sản phẩm này Nó rất là tiện luôn Và đặc biệt là nó tất cả nó đều sử dụng cho bi phổ thông Cho nên là rất chi là tiện Về các bác tận dụng những cái quả pin như này Bác nào mà chưa có pin thì có thể mua thêm pin nha Như những cái quả pin 10 xe như này Em đang có chương trình thanh lý cho bác với mức giá có 250 nghìn một quả thôi Các bác gọi cho em là pin 10 xeo loại không tem Cái pin này nó sẽ là pin của Maita hoặc Hitachi hoặc Đại Bát Nhưng cái đặt em không có tem thì em sẽ để trống như thế này Và gửi tới tay các bác là có 230 nghìn, 250 nghìn một quả thôi Được hỗ trợ bao ship luôn nha Còn các bác mà lấy thân quạt nhá Thân quạt bên em sẽ được sơn tĩnh điện như này Và lòng quạt sẽ là 23 phân sử dụng cho pin phổ thông nha Giá thân quạt sẽ là 230 000 trang Quạt này thì siêu mát luôn. Chạy rất chi là êm. Rất là tiện luôn các bác có thể mang đi làm đi chơi và đi đâu cũng được nha. Giá cho em là 230 000 một thân quạt này. Tiếp theo sẽ là một con máy khoan pin 12V. 12V của G là D nhá. Cái bộ này thì nó sẽ có bao gồm một thân máy, một bi và một sạc. Máy rất là nhỏ gọn luôn, máy có hai chức năng và chạy động cơ chổi than. Với mức giá 300 000 một bộ cho em. Các bác gọi cho em là khoan pin 12V màu đen giá 300 một bộ này. Một cái máy khò nóng sử dụng điện trực tiếp 220V với mức giá cho em là 350 000 các bác gọi cho em là máy khò xanh nha. Con này công suất của nó sẽ là 2000W sử dụng điện trực tiếp 220V ấy. Giá cho em là 350 000 thôi, được hỗ trợ 3 ship và tận nơi luôn. Bộ lục giác đa năng gấp gọn với mức giá 100 000 này chất liệu bao đẹp luôn, các bác có rất là nhiều chức năng, có 6 cái lục giác từ lục 1 đến lục 6 nha. Bên này sẽ có hai cái tô vít, một cái hai cạnh và một cái bốn cạnh. Trong này có ba cái đầu khẩu 8, 9, 10 này Các bác dùng khẩu các bác lắp vào đây như này Đấy, được chưa ạ? Dùng xong để gấp gọn nó vào đây Đằng sau này có ba cái cờ lê, cờ lê 8, 10, 15 nhá Chất liệu là bao đẹp, bao xài cho các bác luôn Với mức giá có 100.000 đồng thôi Được hỗ trợ bao ship luôn Các bác gọi cho em là bộ lục giác đa năng gấp gọn Giá cho em là 100.000 Miễn phí ship này Bên này là một bộ máy mài pin của TLT nhá các bác Máy rất là đẹp và chắc chắn luôn Con này sử dụng công tắc trên lưng này và điều chỉnh bốn tốc độ đây nhá máy một tốc thực hiện đi theo đầy đủ có một thân máy hai bi và một sạc pin sẽ là pin trâu pin 10 cell và sử dụng cho bi phổ thông phụ kiện đi theo sẽ có máy tay cầm tay mở và ốp bảo vệ lưỡi luôn mà với mức giá có 1 triệu 100 nghìn thôi Có gọi cho em là máy mài pin của TLT Giá cho em sẽ là 1 triệu 100 nghìn Và được hỗ trợ miễn phí ship này Bên này sẽ là một bộ máy cạo dâu bằng pin Rất là tiện lợi luôn với mức giá có 160.000 thôi các bác nhá Nguyên bộ sẽ có một máy, một lưỡi cạo sơ cua và một sạc Trong máy thì là các bác đã có một lưỡi cạo rồi Tuy nhiên các bác sẽ được tặng kèm theo một lưỡi cạo sơ cua để lay mai thay thế nhá Sử dụng các bác mở lắp đậy này ra có hai cái công tắc này các bác bật lên là dùng thôi rất là tiện luôn, sử dụng sẽ an toàn tuyệt đối, không có bị đau rát chảy máu như là sử dụng bằng dao lam đâu các bác ạ. Với mức giá cho em có 160.000 thôi, gọi cho em là máy cạo dâu bằng pin nha. Đó, ngày hôm nay thì em cũng đã giới thiệu tới các bác nhà mình và rất chi là nhiều các mã sản phẩm Bên này nó còn rất là nhiều mã nữa Nhưng trong một đoạn video ngắn thì em không thể lòng mà chi tiết hết được Em xin hẹn gặp lại các bác vào cái video sau Hứa hẹn sẽ có nhiều các mã sản phẩm hay và hữu ích hơn nữa Bây giờ thì các bác hãy bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem những cái video tiếp theo Em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ạ